Hello, xin chào anh em. Mình đang có ở trên tay đó là chiếc K40 Gaming. Thì ngày 28 Ấn Độ chính thức người ta bán là bản quốc tế là con Poco F3 GT ấy. Thì cũng trong ngày hôm đấy đã có tiếng Việt cho chiếc K40 Gaming này rồi. Có những các bạn mua hàng bên mình vài tháng trước thì vẫn phải dùng tạm tiếng Anh. Có những bạn thì đã quen rồi nhưng có những bạn thì không quen. Và ngày hôm cách đây mấy hôm ấy, 2-3 hôm nay mình gọi rất nhiều khách hàng mà đã mua trực tiếp tại Hải Phòng và qua cài mình rất là bận. Phải nói là mình cài suốt cả ngày hôm luôn, không có thời gian nào để làm clip cho các bạn được. Thì đến ngày hôm nay là ngày 31 tháng 7 thì nó rảnh rảnh rồi đấy. Thì có bạn qua cài và bạn cho mình mượn để mình làm clip để hướng dẫn các bạn đã từng mua online bên mình làm, hoặc là những các bạn đang sử dụng K40 Gaming mà đang muốn cài tiếng Việt mà không biết cách làm thế nào, thì ngày hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn cho các bạn cùng xem nhé. Thì cái clip hướng dẫn cài ROM trên chiếc K40 Gaming này nó cũng tương tự như chiếc cài ROM trên chiếc Xiaomi khác, cài ROM quốc tế trên Xiaomi khác, bởi vì là K40 Gaming hiện tại đã có bản quốc tế bán ra tại thị trường Ấn Độ có tên là Poco F3 GT, và chúng ta sẽ cài cái bản Poco F3 GT đấy vào đây. Đó, có nghĩa là khi chúng ta mở lên nó sẽ hiện chữ Poco và giao diện là của Poco nhé, thì nó sẽ không được, nó thật là không được đẹp như giao diện gốc của Trung Quốc đâu, mà nó sẽ hơi lai lai sang Google một chút, có nghĩa là hơi thuần Google một chút. Đó, và cái đầu tiên để cho các bạn lưu ý khi cài ROM tiếng Việt cho chiếc máy Xiaomi này, đó là những dữ liệu mà các bạn lưu trên máy nó sẽ mất hết. Có nghĩa là bây giờ chúng ta sẽ cài lại từ đầu luôn nhé, như lúc chúng ta mới mua máy, cài xong là như lúc chúng ta mua máy. Thế nên là dữ liệu nào mà lưu ở trên bộ nhớ máy ấy, mà không lưu trên đám mây, không lưu trên Mi Cloud, hay không lưu trên Google Photo, hay là không lưu ở trên bất cứ một cái đám mây nào đó, thì các bạn hãy lưu lại nếu cảm thấy quan trọng, hoặc không thì các bạn cứ thế là chạy. Đó, và tất nhiên rồi, cần chuẩn bị một chiếc máy tính có kết nối internet nhanh nhanh một chút nhé, bởi vì ROM nó rất là nặng đấy, ROM nó hơn 6GB cơ. Đó, và một sợi cáp USB, tốt nhất là dùng sợi cáp theo máy. Thì ở đây thì mình sợi cáp theo máy của bạn ấy, tất nhiên là của bạn đã cầm rồi, còn đây là mình có một sợi cáp Xiaomi xịn, hơi bẩn một tí thôi nhưng đây là sợi cáp xịn thì nên dùng. Đó, bởi vì khi dùng sợi cáp xịn thì nó sẽ tốt hơn. Và các bạn có laptop thì càng tốt, bởi vì chẳng may đang chạy mà chẳng may bị gián đoạn mất điện thì vẫn có thể máy tính laptop vẫn chạy. Còn các bạn nào dùng máy bàn thì cũng không sao, nhưng mà cố gắng làm sao cho nguồn điện ổn định một chút. Nếu thấy thông báo cắt điện thì lên không lên làm, còn nếu mà thấy mà ổn định thì lên làm, mà lên cắm cổng USB vào đằng sau main nhé, không nên cắm cổng USB đằng trước máy tính bàn. Đó, mỗi lưu ý là như thế thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ thao tác ở trên máy tính để tải những cái công cụ mà chúng ta cần cho chiếc máy cài ROM tiếng Việt cho chiếc máy Xiaomi K40 này về nha. Ok, thì việc đầu tiên ở trên máy tính ấy là chúng ta phải tải ROM về trước, bởi vì ROM nó khá nặng. Thì như những lần mình hướng dẫn ấy, thì các bạn vào cho mình cái trang web là MiFirm nhé, một cái trang web của một bạn ở Việt Nam bán tên là Tùng thì phải, bạn nó phát triển rất là hay. MiFirm này, hay là đánh vần là MI này, F này, I này, RM này, .net nhé. Đó, .net nhỉ. Đó, .net này. Đó, các bạn vào trang này, sau đó là các bạn vào phần tìm kiếm, bạn gõ là K40 Gaming. Đó, K40 Gaming nhá, nhớ là tắt quảng cáo đấy nhá. Bởi vì là nếu mà các bạn tắt cái chặn quảng cáo đi, các bạn bật cái chặn quảng cáo lên thì nó sẽ thông báo là không ấy được đâu. Đó, K40 Gaming nhá. Đây, các bạn tìm đi. Đó, thì nó hiện ra là K40 Gaming hay cả chéo là Poco F3 GT này. Đó, các bạn vào đây. Thì ở trên này nó có một cái file ROM là file Union này, có hai file. Đó, thì chúng ta sẽ chọn là cái file là Fastboot nhé. Chúng ta chọn cái file là cài từ Fastboot nhé. Chứ còn cái file zip này thì mình không biết cách cài. Mình nói thật là mình không biết cách cài, mình cứ chọn Fastboot cho nó an toàn. Đó, thì các bạn down về trước này. Tại vì ROM nó khá nặng, khi mà down là cần đến 3,6GB, mà khi giải nén đang là 6GB đấy. Đó, thế là cần phải dùng mạng nhanh nhanh một chút. Thì chúng ta cứ down vào laptop đi nhé, cho nó dễ. Đó, ok, down. Thì khi down ROM thì trong thời gian đấy chúng ta ra các công cụ này. Đầu tiên là, tất nhiên là khi mà mua máy chúng ta phải xin quyền unlock trước. Thì cách xin quyền unlock như thế nào thì mình đã từng có clip hướng dẫn rồi, các bạn xem lại nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ down cái file unlock gọi là Mi Unlock Tool nhá. Cứ lên Google tìm kiếm thôi, thì nó có cả down cái file unlock này về để dùng unlock. Mở boot ra thì chúng ta mới chạy tiếng Việt. Đó, down cái file unlock này về này. Đó, lay vào laptop này cho nó dễ nào. Đó, cái này thì nhẹ thôi, cái này có hai mấy mê thôi. Quan trọng tiếp là chúng ta đào cái Mi Flat Tool. Mi Flat. Đó. Đó. Cái này lấy cả, để lấy cả driver nữa. Đó. Tool đào cái bản 2021 luôn nhá. Đó, tìm đến 2021, cứ tìm bản mới nhất mà đào thôi. Đấy, vào trang là chủ đây, Xiaomi Mi Flat Tool đây. Đó, cứ lên này nào về hoàn toàn miễn phí hết.
Đó, đa bản mới nhất nha. Cứ đa bản mới nhất này này. Cứ chọn bản mới nhất mà đa thôi. Đó. Ok, ấn vào đó lắp này. Đó, thì nó rơi ở hơn 80 MB. Nói chung là tất cả đao đều rất là nhanh, quan trọng nhất là ROM thôi. Đó, cái ROM thì mình đao chỉ mất có tầm 5 phút thôi, bởi vì mạng nhà mình là mạng 80 MB. Thế là đao nó khá là nhanh. Ok nhá. Sau khi đao xong ấy, đó đây này, cái mi flash này, cái mi unlock này và cái ferrom này. Đó, thì mình sẽ giải nén hết nhá. Đó, mình giải nén cái ferrom trước bởi vì ferrom rất là nặng. Đó, mình sẽ giải nén cái ferrom trước ra này. Đó, sau đó mình giải nén cái file, hai cái file ra. Đây. Đây, nhẹ thôi. Đầu tiên thì bước tiến hành đầu tiên là chúng ta sẽ bật cái mi flash lên trước để chúng ta cài driver, hoặc là trong cái unlock tool cũng có đấy, nhưng mà mình quen cái này rồi. Mình thích bật cái mi flash trước. Đó. Để mình cài cái driver trước. Đó. Và đấy nhá, mở đó. Ok, nó bây giờ nó hỏi này. Ngay từ đây nó hỏi này, có cài driver không? Thì ok, ấn cài nhá. Thì phải cài thì tí nó mới nhận, còn nếu không cài driver nó không nhận đâu. Cứ ấn vào đây là chúng ta sẽ cài được. Đó. Ok nhá, nó báo như này, thành công này. Ok này. Ok, tắt đi. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó nhỏ xuống và chúng ta sẽ mở cái mi unlock lên. Rồi, mi unlock này. Đó, nó là cái bát đây. Đó. Bước này là chúng ta sẽ phải thao tác ở trên điện thoại. Đó, bây giờ là nó hiển thị cái unlock tool lên nhá, thì chúng ta ấn vào sign in này. Đó, để chúng ta đăng nhập tài khoản. Thì cái này nó dựa vào cái bây giờ hiện tại nó kết nối mạng sang nước ngoài nó hơi chậm. Thế nên là chúng ta phải kiên nhẫn để nó kết nối được vào trang chủ của Xiaomi nhá. Đó, cái này thì nó mất, hiện tại ngày xưa mình ấn phát được luôn, nhưng mà đợt này mạng kết nối nước ngoài hơi chậm ấy, thì nó phải đợi mất khoảng mấy phút thì nó mới kết nối được. Đấy là hơi phiền phức, nhưng mà thôi không sao, để chạy tiếng Việt chúng ta vẫn phải kiên nhẫn thôi, đúng không? Đấy, mỗi bước đăng nhập là lâu thôi. Ok, khi đợi lúc thì nó hiện sang cái bản đăng nhập rồi nha. Đó, thì các bạn có thể gõ mật khẩu vào đây hoặc là ngay trên điện thoại thôi nhé, thao tác rất là dễ. Ngay trên điện thoại chúng ta bật cài đặt lên. Đó, vẫn là ROM Trung Quốc đây, ấn vào cái đặt nha, ấn vào Mi Flash nha, à Mi Account nha, ấn vào cái barcode rồi này. Đó, thì còn trên máy tính thì chúng ta ấn vào cái hình barcode đây. Đấy, nó sẽ hiển thị ra cái barcode này nhá. Đó, thì bây giờ trên điện thoại này, chúng ta ấn vào đây này. Đó, và sau đó chúng ta xoay vào máy tính. Đó, ấn vào CD nhá. Ok, ở trên máy tính nó báo đăng nhập thành công. Báo đăng nhập thành công như này này. Đó, các bạn. Em nhìn nhá, vào đăng nhập thành công như này nhá. Thì chúng ta sẽ vào phát boot ở trên điện thoại. Và phát boot ở trên điện thoại bằng cách là chúng ta ấn nhỏ tiếng với nguồn nhá. Ấn nhỏ tiếng với nguồn này, lưu ý lại ấn nhỏ tiếng với nguồn, cứ giữ chặt thôi. Để vào phát boot nhá. Đó, cứ giữ nhá. Đấy, nhỏ tiếng với nguồn này. Đó, ấn nhỏ tiếng với nguồn cứ giữ nhá. Nó tắt được rồi vẫn giữ nhá, đừng thả ra nhá. Đó, nó khi nó hiện cái hình này nhá. Hình cái con Xiaomi ấy. Đó, nó đang nghịch con robot Android này. Đó, nó hiện chữ phát boot dưới này. Như này là ok nha. Thì chúng ta sẽ cắm cáp vào. Cáp là cắm vào máy tính rồi nhá, mình cắm vào máy tính rồi đấy. Đó, thì chúng ta cắm vào nhá. Rồi. Đó. Cắm máy tính này. Xem nếu có driver nó sẽ nhận, còn nếu không có thì chúng ta phải cài lại nhá. Đó. Đang chưa nhận này. Rồi. Đang báo lỗi như này là mình sẽ phải cắm sang cổng USB khác. Bây giờ mình phải cắm cổng USB khác nha. À, cắm cổng khác này, cho mọi người này. Ok, như này là nhận rồi này. Đó, ở trên này nó sẽ nhận như này. Đó, hiện series ở số đầu tiên này và unlock cực vẫn là lock nhé, là chưa unlock đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ ấn vào unlock nha. Đó. Cái này thì sau khi xin quyền 7 ngày này nó mới unlock được thành công. Đó, máy tắt như này đã unlock thành công này. Như này là chúng ta sẽ chạy tiếng Việt luôn này. Đó, rất là dễ đúng không? Đó, ok. Đã unlock thành công. Bây giờ nó hiện cái khóa trên này rồi này. Đấy, bây giờ chúng ta lại vào lại phát boot để chạy tiếng Việt nhá. Lại ấn nhỏ tiếng với nguồn nhá. Ấn nhỏ tiếng nguồn này. Lại vào lại phát boot nhá, tắt cái Mi Unlock rồi. Bây giờ đến lượt cái làm việc của cái Mi Flash này. Thì bây giờ chúng ta cùng kiểm tra ROM cho nó giải nén xong chưa. Đây, của mình giải nén ở đây rồi này. Đó, cái file ROM này nó rơi vào khoảng 6,6 GB ấy. Ok, 6,666 GB, rất số rất đẹp. Như này đã giải nén xong rồi. Điện thoại thì chúng ta giữ nguyên nha, cẩn thận cố định cáp nha. Đó, chúng ta copy đường link của cái này vào. Copy đường link vào nha. Chúng ta lên để ngắn thôi. Mình thì mình thích để ngắn thôi, nó dễ.
đỡ lỗi. Cắt này ra này. Đó, để luôn vào màn hình cho nó dễ. Đó, như này nhá, để luôn vào hình như này cho nó dễ này. Đó, ấn vào phát là vào ro luôn, nó dễ đúng không? Đó, thì bây giờ mình sẽ copy đường link nha. Copy đường link này, sau đó mình vào đây. Mình paste nó vào cái này. Đó. Paste nó vào cái này, hoặc là có thể ấn select cũng được. Đó, sau đó ấn refresh nha. Đó, sau ấn này, nó hiện thị rồi nhá, sau ấn flash nha. Nhớ từ từ ấn flash, quên. Nói thì chết dở. Lưu ý một cái này quan trọng này, nếu mà ấn flash luôn sẽ bị lock lại và sẽ không lên từ máy đâu. Đây chúng ta ấn Clion này. Clion đấy nhá, lưu ý nhá, nó có cái này mặc định nó sẽ là Clion Unlock, nhưng mà chúng ta chỉ chọn Clion thôi. Ấn vào Clion này. Đó, sau đó mới ấn flash nha. Ok, đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ chờ khoảng 15 phút là nó sẽ cài ROM thành công. Lưu ý là phải cố định dây nhá, chẳng may nó lỏng dây ra là chết dở đấy. Nó rất là nguy hiểm. Lưu ý nhá. Bởi vì là nếu mà chip mình nói thật với anh em là các bạn ấy là chip Snap ấy thì mình rất dễ có thể là mình làm lại được. Nhưng mà chip MediaTek thì mình không biết là như nào. Mình thì mình chưa gặp con nào đâu, nhưng mà mình thấy mấy bạn có nói mình ấy là chẳng may mà tua dây ra hay đứt giữa chừng là nó sẽ bị brick, mà khi mà để cứu brick chiếc máy này rất là khó, hiện tại giờ rất là khó. Thế là lưu ý là lúc chạy này các bạn phải để rất là an toàn. Thứ nhất là cáp phải xịn, thứ hai là dòng cắm nên cắm vào cổng sau của máy tính bàn hoặc là lên cắm máy laptop để có nguồn điện ổn định để đỡ bị sập. Còn trường hợp bị sập lại thì sẽ gần như không chạy được và sẽ bị brick, thế là rất là nguy hiểm nhá. Thế nên cái bước này chúng ta phải kiên nhẫn chờ đợi nữa. Đó, kiên nhẫn chờ đợi. Đó, các bạn nhìn lại màn hình này. Mình sẽ cho cái này ra để mình nhìn đang chạy đâu nhá. Thì cái file này là file nặng nhất, là file super này, nó là cái file từ 6GB ấy. Đó, nặng nhất thì các bạn để nguyên nó chạy, bởi vì file này sẽ phải kiên nhẫn, bởi vì trên này nó vẫn đếm giây là vẫn được. Thì mình nhớ không nhầm nó sẽ rơi tầm khoảng 300-400 giây, có nghĩa là nhân lên nó rơi khoảng 5, ít là 5 phút. Đó, đến 10 phút tùy máy tính nhanh hay chậm. Thế nên các bạn phải kiên nhẫn chờ đợi nhá. Nếu mà không kiên nhẫn chờ đợi được thì không được đâu, phải kiên nhẫn chờ đợi khi nào máy nó tự động khởi động lại là xong. Bây giờ chúng ta cùng chờ đợi nhá. Ok nhá, khi chạy xong thì nó báo như này, nó báo là màu đỏ như này, thôi kệ nó nhá, bởi vì mình chạy mình không lock lại mà, thế nên nó sẽ báo như này. Và báo error cũng không sao cả, quan trọng nhất là máy bây giờ nó đã hiển thị lên rồi. Đó, quan trọng là máy hiển thị lên chữ POCO và hình cái khóa rồi. Thì cái bước này là nó bắt đầu khởi động ấy, thì cái này nó cũng sẽ là lâu. Đó, nó bắt đầu khởi động này, nó sẽ mất tầm khoảng hơn 5 phút ấy. Thì cái này chúng ta lại tiếp tục chờ đợi nhá. Đó, bây giờ máy tính chúng ta đã xong rồi đúng không? Đó, bây giờ không còn liên quan gì máy tính rồi, chúng ta rút cáp được rồi. Bởi vì đã chạy xong rồi mà. Đó, bây giờ chúng ta có thể dùng bằng điện thoại thôi, chúng ta không cần phải dùng máy tính nữa. Đó, rất là dễ. Khi đợi xong ấy, nó khởi động lên ấy thì là nó sẽ hiện như này nhá, giống như lúc chúng ta mới mua thôi. Và bây giờ điều tuyệt vời nhất là chúng ta đã có tiếng Việt rồi, đúng không? Đó, chúng ta có thể chọn Việt Nam, chúng ta kích hoạt hoàn toàn bình thường. Đó, nhìn đã thấy sướng rồi, đúng không? Đó. À, tiếng Việt đầy đủ nha. Đó, thì cách cài ROM này nó rất là đơn giản, như chúng ta cài ROM quốc tế những chiếc máy Xiaomi khác thôi. Còn bạn nào mà không hiểu thì có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại bên mình là 0888888641 ấy, mình để bên dưới ấy, để các bạn có thể hướng dẫn làm online. Bạn nào mà mua máy bên mình hoặc là các bạn cần hỗ trợ mà các bạn không trực tiếp làm được thì các bạn có thể dùng máy tính và mình sẽ làm qua TeamView cho các bạn. Đó, cứ liên hệ số điện thoại mình để bên dưới thôi. Còn để mua sản phẩm Xiaomi K40 Gaming bên mình hiện tại đang rất nhiều, nhưng mà chỉ có RAM 12GB thôi nhá. Mà bản RAM 12GB nó không có phiên bản quốc tế đâu, quốc tế chỉ có 6GB và 8GB thôi. Riêng Trung Quốc mới có phiên bản RAM 12GB. Thì bên mình hiện tại đang bán với mức giá là hơn 8 triệu một chút thôi. Các bạn có thể liên hệ số điện thoại mình vừa đọc, hoặc website msm.vn, hoặc là Facebook cũng là msm.vn luôn, để mình tư vấn. Bên mình sẽ ship COD toàn quốc, nhận hàng mới phải thanh toán và để nguyên siêu. Các bạn bóc ra mình sẽ hướng dẫn các bạn cài online rất là dễ dàng thôi. Cảm ơn các bạn xem clip nhá. Chào tạm biệt các bạn.